Ladies and gentlemen, mời các bạn đến với rạp xiếc của Tùng Nguyễn ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đóng vai là những con thú. Bởi vì làm sao? Bởi vì Tùng biết là trong bản thân của mỗi người, ai ai cũng có một phần con, nó hoang dã, nó điên rồ, nó crazy. Và Tùng rất muốn khi các bạn tập luyện ở kênh tập này, dành cho những người bị chững cân và khó giảm cân, chúng ta hãy lôi phần con thú của chúng ta ra, lôi cái nỗi đau của chúng ta ra, thì chắc chắn chúng ta mới giảm cân được. Chúng ta phải nghĩ đến nỗi đau, chúng ta phải đổ những giọt mồ hôi và chúng ta sẽ hưởng thành quả đó. Và tất cả con thú hoang sẽ được kích dậy ngày hôm nay nha. Nào, hãy bắt tập rồi. Yeah! Wow! Một, bắt đầu. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có một buổi workout crazy. Đấy, đây, ăn bảo chân mông. Rồi, chúng ta sẽ làm liên tục như vậy, xong chúng ta lại lên. Xong rồi chúng ta lại chuyển xuống này. Chúng ta cứ làm đều đặn thôi. Chúng ta làm 30 giây giữ căng. Đó, xong chúng ta lại chuyển xuống. Rồi, chúng ta lại xuống. Chúng ta lại lên, kéo căng đến chân lên. Đó, tất cả những buổi tập trước khi tập chúng ta luôn luôn phải khởi động nha. Khởi động từ 3 cho đến 5 phút để nó làm giãn, làm căng đến cơ của chúng ta ra và làm nhịp tim của chúng ta nó tăng dần lên. Đó, thì khi tập chúng ta không có những cái hiện tượng như là bị tụt đường huyết cái thứ xuống. Ok. Một, bắt đầu. Rồi, một, hai. Chúng ta lên siết mông và thở ra các bạn ạ. Đó, siết mông, hít, thở ra. Đây là những bài workout cho những cái động tác về chân mông của chúng ta. Và chúng ta có thể nhìn ngang. Đó, lên, nạp xuống nào. Đó, các bạn thấy không ạ? Ai mà muốn độ mông to to thì chúng ta chơi đều những cái này. Ok không? Cái nữa nào? Ok. Bắt đầu. Rồi, chúng ta căng lên. Chúng ta sẽ căng cái phần háng và phần vai, phần tay của chúng ta ra. Chúng ta giữ 15 giây như này. Đó, các bạn giữ 15 giây. Ok không ạ? Giữ 15 giây nhá. Đó, mình kéo cái tay căng cao lên, mình sẽ thấy phần háng và phần tay của chúng ta căng ra. Rồi, chúng ta chuyển bên tiếp. Giữ thêm 15 giây. Đó, cái phần tay của chúng ta căng ra, phần háng của chúng ta dang rộng ra nha. Tiếp đi ạ. Ok. Một, bắt đầu. Chúng ta giãn lưng, ngồi xuống căng háng, giơ tay lên và bước lên dẫm gót. Chúng ta lại giãn lưng, ngồi xuống căng háng, giơ tay lên và dùng gót bàn chân bật lên. Căng háng xuống, giơ, dùng gót bàn chân bật lên, xuống, căng, giơ, dùng gót bàn chân bật lên. Cái nữa nào, xuống, ngồi, lên. Ok. Một, bắt đầu. Rồi, chúng ta lại chèo thuyền. Sút vào mông. Mà em á, sút vào mông cái đứa con bên cạnh không tới thấy gió mát đâu này. Chúng ta như này nó sẽ căng cẳng chân và căng căng cái đùi của chúng ta ra. Chúng ta làm như vậy 30 giây. Ok không ạ? Đó. Và mỗi lần đá chúng ta thở ra. Siêu, siêu. Đều luôn, chèo thuyền đều luôn. Ok. Một, bắt đầu. Rồi, đó. Hãy nhớ là luôn phải sút vào mông. Đứa nào nó gọi mình là béo,
còn nó còn gọi nữa, có nghĩa là mình béo thật. Và béo thật thì phải giảm cân, phải tự đá vào mông mình, phải tự kích thích mình. Lên, thở ra, lên, lên, nào, lên, thở, kéo thuyền đi. Tiếp, 4, 3, 2, ok. Một, bắt đầu, rồi, một, hai, một, chúng ta tiếp tục khởi động. Đối với những bài chân mông này chúng ta phải khởi động rất nhiều nhiều luôn. Và mọi người để ý nhá, làm chậm thôi nhá. Đó, chúng ta đang căng rất là chậm. Những ai mà xem kênh YouTube của Tùng có những cái bài mà Tùng không làm khởi động trong đó thì mình phải xem nhiều, thì mình hãy làm thêm, đúng không ạ? Tại vì có những cái bài 15 phút của Tùng, Tùng không thể mà làm khởi động trong đó được. Lúc đó thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng vào cái rep, cái set, cái thời gian tập bài chính. Một, bắt đầu. Kịch, kịch, lên. Chúng ta làm như vậy 30 giây. Và mỗi lần xuống chúng ta cảm nhận rõ nhóm cơ nó đang tập trung vào đùi và mông của chúng ta. Khi lên chúng ta thở ra và hắt ra, đồng nghĩa là siết mông vào. Rồi, Linh xoay ngang cho các học viên xem dùm anh Tùng. Siết. Số nào? Rồi, lên. Đó các bạn, chúng ta hất hông lên phía trước và chúng ta siết mông vào. Gồng mông, gồng bụng. Yes, tiếp nào. Yes. Yes, chúng ta xuống sâu hết cỡ đi ạ. Ok. Bắt đầu. Rồi, chúng ta lên. Tiếp nào. Đó, nhớ là cái phía đầu gối ống đồng của chúng ta ở đằng sau, chúng ta xuống song song mặt đất và gần chạm mặt đất nha. Chúng ta dồn lực lên chân chính. Đó, đó, chúng ta bật nó lên. Và chân sau của chúng ta sẽ đẩy ra đằng sau sâu. Nó sẽ ăn vào cắt đáy mông và làm phát triển phần đùi chúng ta thon gọn hơn nha. Chúng ta tập mỗi thể loại này 30 giây. À, 40 giây. Và chúng ta chơi thành 4 set liên tục. Đó, hôm nay mình sẽ chơi 4 set liên tục một bài. Thời gian nghỉ cách nhau là 10 giây. Cái nữa nào? Thở hắt ra lúc lên. Ok. Một, bắt đầu. Rồi, lên nào. Đó. Lên, chúng ta siết mông, siết bụng, thở ra. Xuống ít 2 lần. Đó, các bạn sẽ ngay lập tức sẽ cảm thấy đùi mình mỏi đúng không? Đang bảo đến thời điểm này là chúng ta thấy đùi mỏi rồi. Đó. Và đây là những cái bài tập để kích hoạt cho cơ chúng ta săn chắc hơn. Nên là khi chúng ta tập xong khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng sau, chúng ta nên bổ sung ngay lượng đạm protein nha. Đó, lên. Cái nữa nào. Ok. Một, bắt đầu, lên. Xuống gần chạm đất, kịch. Lên, chúng ta cố gắng không chỉ để đâm chạm đất nha, không để mông chạm đất. Chúng ta dùng gót bàn chân, không dẫm cả bàn chân xuống. Và khi chúng ta lên, chúng ta thở hắt ra và giữ vào 1 giây này. Giữ, xuống, 1, 2, giữ. À, bài tập này giúp độ mông thành quả đào nha các bạn ơi. Cô lập để chúng ta chỉ tập chuyên về mông bài này thôi. Đấy là nguyên nhân chúng ta dùng gót chân. Vì khi chúng ta dùng cả bàn chân thì chúng ta sẽ bị lực phân bố thêm và chúng ta sẽ bị là ăn gian. Đó, nên chúng ta chỉ tập mông. Lên, giữ 1 giây, ok. Yes, chúng ta tạm thừng dừng cuộc chơi một tẹo. Và các bạn hãy like, subscribe cũng như comment cái mục tiêu tập luyện và khóa học tốt online của Tùng Nguyễn. Vì tất cả những mục tiêu các bạn, đó là phương châm, là lối sống của Tùng.
Tùng sẽ hỗ trợ các bạn, sẽ giúp các bạn tối đa. Yeah. Một, bắt đầu. Rồi chúng ta xuống từ từ, lưng thẳng song song với mặt đất. Và lên chúng ta siết ra. Thẳng này, đẩy mông ra hết cỡ này. Lên, siết mông. Xuống chậm, cảm nhận nhóm cơ căng hết đầu gối ra. Hết phần đùi của chúng ta ra. Xuống, lên. 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 Lưu ý đây là những bài tập với cái viên tạ nhỏ nha, nên là chúng ta mới ban đầu tập nó cũng sẽ khó hơn. Và chúng ta không nên lấy khối lượng lớn tạ nhiều, vì tập nếu mà sai mà khối lượng lớn tạ nhiều thì có thể ảnh hưởng vào phần xương khớp của chúng ta lần. Ok. Một, bắt đầu. Rồi, lên. Chúng ta lưu ý chúng ta bài này khác bài đầu nhá. Bài này của chúng ta bạn nhìn thấy không ạ? À, hai chân của Tùng đã được dang rộng ra hơn rất là nhiều. Và phía mũi chân của Tùng được mở rộng ra. À, rồi, về cái phần cơ chân mông của chúng ta thì nó gồm rất là nhiều nhóm cơ và cơ trong cơ ngoài. Nên là chúng ta đôi khi là bài tập thì giống nhau. Chúng ta chỉ cần thay đổi phạm vi, thay đổi hướng mũi chân, hướng mở gối thôi là nó đã khác rồi. Xuống chúng ta hít vào, lên thở ra. Lên. Rồi, lên. Cái nữa nào. Ok. Một, bắt đầu đẩy chân đằng sau, xuống, kéo chân, xuống. Lúc kéo chân lên. Kéo chân thì bắt đầu nó về đây được không? Để lấy thứ nhất, xong nó bắt đầu lại cùng nhau xuống nha. 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, kéo lên ạ. Về, đẩy đằng sau ạ. Lên, về. 1, lên. Đúng rồi, chúng ta làm đẩy đằng sau. Lên. Đó. Thở. Đó. Kéo ạ. Tiếp nào. Lên. Đó. Tiếp nào. Lên. Cái nữa nào. Ok. Một, đẩy chân đằng sau, kéo, về, kéo, về, kéo, đẩy đằng sau, đó, đẩy đằng sau. Hôm nay các bạn sẽ không thấy Tùng nói nhiều, vì bản thân là tập những bài thiên về cơ này, rất cần sự cảm nhận của nhóm cơ, nó khác theo thể loại, các điều kia, nên là mình phải cảm nhận nhóm cơ đúng và hơi thở nó phải đúng. Tiếp thở. Cái nữa. Ok. Một, bắt đầu. Căng hết cơ ạ. Lên sang bên này. Lên. 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 Đây là những bài tập liên quan đến tạ và kháng lực. Khi chúng ta có một cái lực kháng nhiều hơn so với body, so với cân nặng của chúng ta, thì cái lượng calo của chúng ta sẽ được đốt tốt hơn, và nó sẽ kích hoạt cơ để chúng ta tăng cơ tốt hơn nhá. Yes. Và nhớ là khi chúng ta tập, chúng ta phải bổ sung lượng đạm đầy đủ. Đó, bổ sung lượng đạm đầy đủ thì những bài tập như này nó mới đạt được hiệu quả tốt nhất nha. Ok. Wow, chúng ta đã kết thúc rồi tất cả con thú ơi.
những con sư tử cái, những con mèo hoang, những con chó sói, những con hồ ly tinh. Chúng ta đã xong bài tập rồi, đầm đìa mồ hôi luôn. Like và subscribe, comment mục tiêu tập luyện của bạn đối với Tùng Nguyễn. Và Tùng Nguyễn cùng nhóm team sẽ luôn luôn đồng hành với các bạn và xử lý tất cả vấn đề chứng cân và khó giảm cân cho bạn. Like, subscribe và tiếp tục đón chờ bài sau.